Bất ngờ với cuộc sống của chị Dân hiện tại, không ngờ chị Dân giờ sống hành tráng thế này, Trấn Thành nhìn, thấy chắc cũng ngạc nhiên lắm. Năm 2015, trong chương trình Thách thức danh hài, khán giả Việt đã rất ấn tượng và thích thú trước một người phụ nữ quê Thanh Hóa tên Lê Thị Dân. Với lối diện rất chân thật nhưng hài hước, cô đã ôm trọn giải thưởng 100 triệu từ chương trình. Sau cuộc thi, cô thân thiết với danh hài Trấn Thành và còn xuất hiện trong nhiều chương trình và tiểu phẩm hài khác. Sau khi về quê Thanh Hóa, chị Dân ít khi xuất hiện trên truyền hình hơn. Dù vậy vẫn được mời đi diễn tỉnh, cuộc sống của gia đình chị khá giả hơn nhiều, thường xuyên khoe ảnh đi vui chơi, du lịch. Mới đây, vợ chồng chị còn có một tour đi châu Âu để biểu diễn. Chắc hẳn nhiều người sẽ vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ chị Dân lại được bà con kiều bào yêu mến như vậy. Dù có điều kiện cuộc sống dư giả, nhưng phong cách của chị vẫn khá giản dị. Cùng xem loạt ảnh mới nhất của cô gái vi diệu từng khiến Trấn Thành cười nghiêng ngả. Mới đây, chị Dân khoe ảnh đi chạy show ở Đức. Khi có người hỏi, Lê Thị Dân cũng không ngần ngại chia sẻ. Đi lại chỉ còn có xe đưa đón. Hai vợ chồng tranh thủ đi du lịch. Bà con kiều bào rất yêu quý chị Dân, liên tục xin chụp ảnh lưu niệm cùng. Đi nước ngoài mà chị được tặng rất nhiều quà. Đi event ở châu Âu, gặp toàn Việt kiều mà chị Dân mặc giản dị với bộ trang phục dân tộc. Không ngờ chị Dân lại đắt show như vậy. Dù mọi người ăn mặc lồng lộn đi diễn, nhưng chị Dân vẫn mặc đồ giản dị. Chị Dân ăn mặc trẻ trung và khá sành điệu. Đúng là nhờ chương trình Thách thức danh hài mà cuộc sống của gia đình chị Dân thay đổi hẳn. Cũng nhờ nổi tiếng mà chị quen và gặp gỡ nhiều sao Việt. Dù ra ngoài ăn mặc sang chảnh, nhưng khi về nhà, chị lại diện đồ hết sức giản dị. Mới 7 tháng tuổi, con trai đang trường đã gây mê với vẻ đáng yêu khó cưỡng. Mới được 7 tháng tuổi nhưng quý tử đầu lòng nhà đang trường Thủy Tiên đã lộ rõ vẻ kháu khỉnh đáng yêu khó cưỡng. Không giấu kín hình ảnh con như một số ngôi sao khác, vợ chồng đang trường Thủy Tiên từ khi đón quý tử đầu lòng bé Thiên Từ đã thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai lên trang cá nhân. Hiện tại bé Thiên Từ đã được 7 tháng tuổi và sở hữu lượng fan đông đảo bởi vẻ đáng yêu khó cưỡng. Bằng chứng là mỗi khi vợ chồng anh Bo đăng hình ảnh con trai lên trang cá nhân đều nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi nét khôi ngô ngay từ nhỏ của bé Thiên Từ. Con trai đang trường lộ rõ vẻ khôi ngô đáng yêu từ nhỏ. Tất cả những hình ảnh của bé Thiên Từ được vợ chồng đang trường Thủy Tiên đăng tải đều nhận được sự quan tâm, yêu mến từ đông đảo khán giả. Ngoài phát triển ngôn ngữ cho con, Thủy Tiên cũng chú trọng tới việc nuôi dưỡng năng khiếu âm nhạc. Ngay lúc mới sinh, Thiên Từ đã được cho nghe nhạc. Hiện tại mỗi ngày, Thiên Từ đều được chơi với cây đàn piano và tập đánh 15 phút. Từ khi đón thêm thành viên mới, cuộc sống vợ chồng đang trường Thủy Tiên cũng thay đổi rất nhiều. Để tiện cho việc chăm sóc gia đình nhỏ, đang trường di chuyển liên tục giữa Mỹ, Việt Nam, còn bà xã Anh gác lại phần lớn công việc kinh doanh để dành thời gian chăm sóc con trai tại Mỹ. Vợ chồng đang trường cũng chuyển sang sống trong ngôi biệt thự rộng 4.000m² ở thành phố San Jose, bang California. Theo chia sẻ của bà xã đang trường, hiện vợ chồng cô đã thuê vũ em, người giúp việc, dọn hồ bơi, dọn sân trước sân sau cho ngôi nhà. Mỗi tháng bà xã đang trường tốn khoảng 6.500 đô trả cho họ. Thủy Tiên cũng cho biết, cô từng phải thay 10 bảo mẫu trong vòng vài tháng vì không ưng ý. Phú nuôi mà cô chọn biết 3 ngoại ngữ Anh, Việt, Hoa, còn người giúp việc biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại bà xã đang trường muốn con trai Thiên Từ học nói tiếng Việt trước, hạn chế nói tiếng Anh hay các ngoại ngữ khác. Vợ đang trường hiện đang sống cùng con trai tại Mỹ, cô cũng hạn chế công việc để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Huỳnh Anh lại đăng clip nhớ nhung Hoàng Oanh. Những động thái mới nhất từ phía Huỳnh Anh đã khiến nhiều khán giả mừng thầm. Sau gần nửa năm chia tay, cặp đôi Huỳnh Anh và Hoàng Oanh đang khiến cộng đồng người hâm mộ thấp thỏm khi để lộ nhiều tia hy vọng về một sự hàn gắn. Có thể nói đây hoàn toàn không phải là điều khó xảy ra, bởi được biết hậu đổ vỡ cả hai vẫn còn khá nặng lòng. Tuy vậy, họ chọn cách coi nhau như những người bạn thân đặc biệt. Ở những diễn biến mới nhất, Huỳnh Anh còn úp mở việc nhớ nhung người yêu cũ. Trên story của Instagram, nam diễn viên đăng tải 3 clip vừa lái xe vừa hát theo một bài hát tâm trạng. Anh công khai viết, gạt hết cuộc đời lẻ loi, thôi mình anh lại ngồi nhớ em. Về phía Hoàng Oanh, sau khi được bạn trai cũ đăng lại ảnh tự sướng của mình, cô không có phản ứng, thái độ đặc biệt nào. Thay vào đó, người đẹp cập nhật, clip đi bơi một mình, khoe mặt mọc rạng rỡ. Hoàng Oanh đăng ảnh xinh đẹp.
Huỳnh Anh tải về và đăng lại trên Instagram của mình. Nam diễn viên đang đi công tác tại Nga và còn mua quà về cho Hoàng Anh. Cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Khán giả đang rất mong chờ sự tái hợp của đôi trai tài gái sắc vẹn toàn này. Đại diện Hồng Kông bị chê xấu động trời khi tham dự Miss France International 2017 tại Việt Nam. Người đẹp Hồng Kông Hoa Lâm Lao bị người hâm mộ chê xấu thậm tệ. Những ngày qua, người hâm mộ nhan sắc toàn cầu đang hướng về Việt Nam của chúng ta, quốc gia đăng cai Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss France International 2017, đại diện chủ nhà chính là nàng Á hậu xinh đẹp Huyền My. Cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần với mục đích cao cả là kêu gọi chấm dứt bạo lực và chiến tranh trên toàn thế giới. Năm nay có 77 thí sinh đến từ các nước trên khắp thế giới tham gia tranh tài. Ngay lúc này, các hoạt động cũng như sự kiện đầu tiên đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều người đẹp được truyền thông Việt Nam và quốc tế chú ý săn đón bởi nhan sắc nổi bật cũng như sự tự tin đầy tỏa sáng. Bên cạnh đó, nhiều đại diện cũng bị đánh giá không tích cực về nhan sắc. Một trong những mỹ nhân gây tranh cãi nhiều nhất là đại diện của Hồng Kông, Hoa Lâm Lao. Người hâm mộ cho rằng cô quá kém sắc, thậm chí như người chuyển giới. Thế nhưng, chuẩn mực nhan sắc của mọi quốc gia đều khác nhau. Có nước chọn một cô gái có vẻ ngoài ai nhìn cũng yêu mến vì xinh đẹp. Nhưng cũng có một số quốc gia chúng trọng vào tri thức cũng như các hoạt động thiện nguyện mà cô ấy làm được. Cuộc thi chỉ vừa trải qua một số hoạt động, chúng ta hãy cùng kiên nhẫn xem Hội Lâm Lâu sẽ làm được gì với sự tự tin và tài năng của cô ấy. Hội Lâm Lâu là đại diện của Hồng Kông tại Miss France International 2017. Cô là một người mẫu quảng cáo đóng MV, sở thích tập yoga và ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Bức ảnh gây tranh cãi về nhan sắc của cô tại cuộc thi, người đẹp cao 1m74, nặng 51kg. Gương mặt đậm chất model lạnh lùng của cô khi bị nhận xét là kém xinh và trông như người chuyển giới. Cô từng xuất hiện trên một số tạp chí thời trang tại quê nhà, đóng một số MV ca nhạc online nổi tiếng tại Hồng Kông. Ngoài cô ra, cũng có một số người đẹp khác nhận được những bình luận không tích cực về nhan sắc. Người đẹp Nam Sudan, Bolivia thì quá già, Paraguay kém tự tin, Nam Phi thì kém sắc, Cộng hòa Dominica nhìn như mới trùng tu nhan sắc, Trung Quốc thì diêm dúa, Cambodia bị nghi là người chuyển giới. Cùng mặc váy màu da ôm sát, Hồ Ngọc Hà đẹp không gốc chết, nhìn sang Phi Thanh Vân xôi thịt ngùn ngộn mà tức mắt. Nữ hoàng giải trí luôn khiến người hâm mộ ngây ngất mỗi lần xuất hiện. Hồ Ngọc Hà là cái tên chưa bao giờ hết hot trong làng giải trí Việt. Không những sở hữu khuôn mặt sắc sảo, vóc dáng chuẩn không chút mỡ thừa, người đẹp còn có gu thời trang tinh tế đẳng cấp. Mới đây có mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ diện bộ váy nu ôm sát lại khiến công chúng ngây ngất vì đẹp xuất sắc như nữ thần. Nữ hoàng giải trí khoe vóc dáng chuẩn không chút mỡ thừa. Với số đo 3 vòng hoàn hảo, có lẽ chỉ có Hà Hồ mới tự tin mặc chiếc váy ôm sát đẹp đến mức này. Càng ngày, nữ ca sĩ càng sexy và quyến rũ. Chiếc váy sang trọng cộng với thần thái vốn có giúp Hồ Ngọc Hà nổi bật, lấn át hết những mỹ nhân khác trong sự kiện. Cũng trong một thiết kế khá tương đồng, Phi Thanh Vân lại khiến người đối diện phải nhăn mặt vì màn khoe ngực quen thuộc. Bộ đầm màu nu liền thân không thể mang lại vóc dáng mảnh mai cho nữ hoàng giao kéo. Không những vậy, bà mẹ một con còn để lộ vòng ba nhô ra bất thường sau khi giao kéo. Cũng là váy ôm sát màu nêu, nếu như Hồ Ngọc Hà mặc lên đẹp không gốc chết, thì vào tay Phi Thanh Vân lại gây cảm giác xôi thịt đẩy đà. Năm sau Việt là mẹ đơn thân, giàu có nhất showbiz. Nhìn cuộc sống đơn thân của các mỹ nhân này mà thèm, Ellie Trần, Trương Ngọc Ánh đã giàu lắm rồi mà Phi Thanh Vân còn choáng hơn. Trương Ngọc Ánh là bà mẹ đơn thân và có cuộc sống rất đáng mơ ước. Cô từng giữ chức giám đốc công ty in ấn và quảng cáo, ngoài ra còn có cổ phần trong hãng phim Thần Đồng và lấn sân sang kinh doanh bất động sản ở công ty Đất Rồng. Nữ diễn viên sống trong căn biệt thự rộng 500m² tại khu Thảo Điền. Nhiều thông tin cũng khẳng định, trước khi tàu căn biệt thự rộng 500m², gia đình Trương Ngọc Ánh từng sống trong căn penthouse rộng 240m² tại khu đô thị siêu sang,
ước tính có giá hơn 1 triệu đô ở thời điểm năm 2011. Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Không gian sống của cô sang trọng và hiện đại. Vào giữa năm 2015, Trương Ngọc Ánh đã khai trương một nhà hàng sang trọng theo phong cách châu Á tại Sài Gòn. Trước đó, năm 2012, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng chồng cũ Trần Bảo Sơn đã khai trương nhà hàng nằm trong một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu xe sang của Audi Q7 ước tính hơn 3 tỷ. Trước đó, cô cũng từng gắn bó với dòng xe Mercedes. Trương Ngọc Ánh cũng là đại sứ thương hiệu của dòng Audi Q7 tại Việt Nam. Người đẹp cũng thường xuyên tậu những món đồ hàng hiệu đắt đỏ trị giá hàng trăm triệu đồng như túi xách, giày dép và quần áo. Xuân Lan, nói đến những bà mẹ đơn thân giàu có và nghị lực, không thể bỏ qua Xuân Lan, gặt hái những thành công trong sự nghiệp làm người mẫu. Xuân Lan hiện sở hữu khối tài sản khiến nhiều người đáng mơ ước, như nhà đẹp, xe sang. Hiện tại cô làm giám đốc một công ty đào tạo người mẫu chuyên nghiệp. Tháng 6, 2016, siêu mẫu Xuân Lan mới tậu căn hộ 73m2 tại dự án Sunrise Riverside. Tháng 9, 2015, siêu mẫu Xuân Lan cũng mới tậu một chiếc xe mới dòng Mazda 2016 màu trắng. Xuân Lan là giám đốc một công ty đào tạo người mẫu, người đẹp cũng sử dụng nhiều hàng hiệu. Xế hộp của Xuân Lan, căn hộ khang trang và hiện đại của hai mẹ con. Hiền Thục cưới và ly hôn từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Hiện tại khi con đã lớn, cô cũng nắm trong tay khối tài sản khó mà quy đổi hết thành tiền. Cô vẫn là nữ ca sĩ đắt show và nhận được các xe dao động từ 40 đến 150 triệu đồng cho một đêm diễn. Hiền Thục và con gái sống trong một căn nhà nằm tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế với không gian ngọt ngào và ấm áp. Đây là nơi đã gắn liền với tuổi thơ và quá trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Phương tiện đi lại hàng ngày của Hiền Thục là dòng xe của hãng Mercedes. Năm 2014, cô tậu một chiếc Mercedes-Benz 300 trị giá gần 2 tỷ. Trước đó, cô từng có một chiếc Mercedes Sport có giá khoảng gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, còn vô số những món đồ hiệu sang chảnh hàng trăm triệu mà nữ ca sĩ cập nhật thường xuyên trong tủ đồ của mình. Ngoài xế hộp, Hiền Thục cũng chi nhiều tiền sắm đồ hiệu. Ellie Trần, cuộc sống mẹ đơn thân của Ellie Trần cũng rất đáng nể. Cô sống trong một căn hộ cao cấp và sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù rất bận rộn với công việc nhưng mọi thứ trong nhà của Ellie Trần đều rất gọn gàng ngăn nắp. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu một căn nhà nhỏ ở nước ngoài. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Ellie Trần còn mở một cửa hàng thời trang đồ trẻ em tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Không gian cửa hàng được cô tự tay thiết kế, giống như một căn biệt thự xa hoa. Ngoài ra, cô cũng sở hữu xế hộp sang chảnh, cũng hay dành thời gian nghỉ dưỡng và cùng các con đi du lịch. Cuộc sống của Ellie Trần khá sang chảnh, không gian sống gọn gàng và ngăn nắp. Cô cũng sở hữu xế hộp để tiện di chuyển, cửa hàng thời trang của Ellie Trần, căn nhà ở nước ngoài của bà mẹ hai con. Phi Thanh Vân, giàu có và phô trương nhất có lẽ phải kể đến Phi Thanh Vân. Ngoài làm diễn viên, cô lớn xưng kinh doanh và rất thành công với vai trò chủ công ty mỹ phẩm và spa chăm sóc sắc đẹp. Ngoài căn biệt thự đang sống, xe hơi đang dùng, cách đây không lâu, Phi Thanh Vân còn chia sẻ. Hiện tại, tôi vừa mua một lô đất biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh, hai chung cư cao cấp, 5 xe hơi để chay chỗ việc kinh doanh. Ngoài ra, nữ hoàng giao kéo thường xuyên đăng ảnh với phụ kiện xa xỉ như nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex, điện thoại Vertu, ví Tenno cùng chiếc xe Mercedes có giá trị 2 tỷ đồng. Sắp tới, cô còn ý định xây một resort để kinh doanh tại biển Mũi Né. Phi Thanh Vân còn không ngần ngại khi mua gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện khi sinh bé Tấn Đức trị giá 10 tỷ đồng. Với mong muốn cho con có một nền tảng tốt, Phi Thanh Vân rất cởi mở chia sẻ về tài sản và tiền nong. Căn nhà cô và con trai đang sống, nữ diễn viên liên tục sắm xe hơi để phục vụ mục đích kinh doanh. Cô còn chi 10 tỷ để mua bảo hiểm cho con trai.